trường. Lâu hôm nay nhịp cổ tay quá dị. Khéo lên dành lòng chói. Mình xem có vận động viên họ về cầu rất khéo và bình tĩnh. Chém cầu cực kỳ mượt. Đó là một tình huống đập điểm tay vợt Hàn Quốc, nhưng trong tình huống tiếp theo anh ta lại không kê cầu qua lưới. Đấu thì khá là nhẹ nhàng. Tay vợt Hàn Quốc và có vẻ như là mới bắt đầu trận đấu nên là căng thẳng lắm. Ô, rất hay. Em đang quay lại trận này à? Đây, em quay trận 5.000 đi. Đang quay à? Em quay rồi. Mặc dù là tỷ số là về 7, về 4 rồi. Nhưng mà thì bản thân như hàng qua Indonesia và Hàn Quốc. Tay vợt Nam đến từ Hàn Quốc được xếp hạt giống số 1 tại giải đấu này. Và hiện tại thì anh ta heo chở qua anh Huy. Hai cờ anh này à? Quên là một heo à? Con ra lâu rồi mà. Ra từ đầu rồi. Vâng, vẫn còn. Quang Huy. Đó là một tình huống bỏ cầu rất chính xác của tay vợt Indo. Đấu thứ nhất điểm 96 cho Indonesia. Và em cảm thấy về cầu lôi. Bên đây em mới bắt đầu là hơi nên dần dần nên nhanh quá. Chính xác vấn đề. Xem cầu Nam vẫn hay hơn. Ao, đây là một tình huống cầu ngoài sân, nguyên nhân tại sao? Đây cho Hàn Quốc. Cầu rất mạnh, nhưng cầu không qua lưới mất rồi. Nhưng mà kiểu là một hai người cũng phải một ý kiến mình không nghe được. Quay cả đơn nữa. Một cầu dọc biên. Vâng, rất là đánh lại à? Đánh lại như này nhé. Đó là tình huống đánh lại. Vâng. 13-8. Sút. Rất tốt. Xong rồi. Lại tình huống. Bốn cao là gì? 4 điểm à? 4 điểm. Từ Hàn Quốc. 4 sân. Điểm 15 người rồi, khoảng cách 5 điểm. Cầu vẫn trong sân. Quốc. Em chào Trương Hello, Nguyễn Thái Anh. Hello, Đức Hậu nhỉ? Qua lưới rất hay. Rồi. Cổ tay quá dị. Kéo lên dành lòng chói. Mình xem có vận động viên họ về cầu rất khéo và bình tĩnh. Chém cầu cực kỳ mượt. Đó là một tình huống đập điểm tay vợt Hàn Quốc. Nhưng trong tình huống tiếp theo anh ta lại không kê cầu qua lưới. Hay nhở, xỉa. Vâng, vẫn chưa hết. Đó là tình huống đập cầu ngoài tay vợt Indonesia. Indo đánh hay Hàn Quốc coi chừng. Ok, điểm số 17-13. Rất tốt, pha đập cầu không có cơ hội phản phá ở đây và đến từ Hàn Quốc. Nhật Bản chiến thắng được mấy? 21-23 chiến thắng cho Nhật Bản với điểm số rất cách biệt 21-12. Chúng ta hãy trở lại sân đôi nam. Việt Nam trọng tài giao cầu Pháp Aminu Bangladesh. Lọc rất hay, nhưng đó là một pha cầu ngoài sân. Đâu anh?
Home three, men single, match number 59. Nội dung tương lai trận đấu thứ 59, Boda Naraoka, Nhật Bản thi đấu với Panawit Hồng Luông, Thái Lan. Trọng tài chính. Anh ở Lai Châu à? Saka em ba. Cầu lôi em ba. Số hết nè. Có mỗi thằng Huy nè, nó anh không ăn được cái trận này chắc là đấy. Cho nó đánh được. Đơn hay lắm, quá kinh. Tính điểm trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới anh ạ. Đến hôm nay anh mới biết à? Giải đấu này theo thằng 2000, thằng Quốc Hồng Lạng Sơn 2000, Nguyễn Học Lạng Sơn, Quốc Hồng là Việt Trì, Quốc Hồng 2000. Chứ mình có cân ăn hai giải với dân vàng, Quốc Hồng. Nhớ rất thắng đôi em, Quốc Hồng rất hay. Thắng đôi em chút.